Kính bạch sư, con muốn tìm một số bài kinh gốc nhưng vì khả năng có hạn nên mong sư trợ giúp. Con không biết tiếng Pali, sư tìm giúp con bài kinh gốc có mang câu Pali được trích từ video sau phút thứ 45 40 45 phút 46 giây. Ta là lá, mà lá này phải có sâu, người ta phàm, cho nên người ta phải có cái lỗi lầm, cho nên người ta phải có cái lỗi lầm, thôi. Ở trong kinh Đức Phật, trong Bali, kinh Bali có nói rằng là bố thú chả nó mắt tạc cô, người phàm là người điên, đúng không? Mà người điên là cái Nếu được, mong sư giải thích thêm vì sao Đức Phật nói như vậy, trong hoàn cảnh nào, chú giải nói gì về đoạn người điên đó? Rồi, trả lời cái câu đầu tiên trước ha. Thì thưa với quý vị đó, cái câu Pali của Hòa Thượng Bủ Chánh á, thì sư nghe cũng không có rõ. Sư nói thiệt là sư nghe cũng không có rõ ra được cái từ Pali đó là từ gì. Tuy nhiên á, ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh căn bản Pháp Môn á, có định nghĩa về phàm phu Buchuchano. Buchuchano là nó có hai loại phàm phu. Thứ nhất á, là Antho Buchuchano. Thì cái Antho Buchuchano này đó là phàm phu mù, hoặc có thể dịch là phàm phu ngu si, hoặc là phàm phu điên cũng được. Thì sở dĩ gọi là cái hạng phàm phu này đó là ở trong chú giải nói là cái hạng phàm phu là không có tâm phát triển trí tuệ để biết rõ danh sắc, tức là mình cũng là phàm nhưng mà mình không có lòng tu để đi đến sự giải thoát giác ngộ. Hoặc nói một cách khác là những người phàm á, là kiểu như mình nè, không tu hành gì hết, không có giới, không có định, không có tuệ, không thực hành tứ niệm xứ, không có chánh niệm, không có thiền định, không có từ tâm, không có gì hết. Thì cái hạng phàm phu đó là cái hạng gọi là cái hạng Antho Buddhist Channel. Thì Hòa Thượng Bủ Chánh là đang nói về cái hạng này nè. Thì quý vị cứ nghe cái nghe bài pháp đó đi, thì xem coi là cái đối tượng đang nói tới có phải như vậy hay không. Đó là một người không có tu hành gì hết, ráo chổi trơn á, thì có đúng là xếp vào cái loại đó hay không. Và cái thứ hai á là Kanyaneko Buddhist Channel. Thì ở đây là cái hạng mà hạng phàm phu tốt, có nghĩa là sao? Là những cái người mà có những đặc tính tốt, nhất là có cái trí tuệ biết pháp của bậc thánh. Mặc dù á là họ chưa có thể nhập vào thánh nhưng mà họ đã có cái thức chi là Vichana tí, tức là vị này á có giới, có định, có tuệ, có sự miên mật thực hành, và có được cái niệm và sự tỉnh giác. Thì đây á là cái hạng phàm phu mà gọi là phàm phu tốt đấy. Thì quý vị xem coi, thì nói cho nó công tâm, thì bản thân chúng ta nha, bản thân chúng ta cũng là cái hạng trên, tức là cái hạng phàm phu mà điên điên ở trên, chứ còn mình cái kiểu ở dưới thì nó khó lắm. Tại muốn là cái kiểu ở dưới là đi vào rừng giữ giới hành thiền cho nó ngon lành, chứ còn mình cứ chơi bời kiểu này thì đúng là cái dạng ăn thô chứ còn dạng gì nữa. Không biết là về vấn đề này thì Đại Đức Từ Tường có bổ sung gì hay không? Thì, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nghe câu hỏi số 1 thì thì cũng thú thật là cũng không có nghe rõ cái Bali, nhưng mà cũng cảm ơn Đại Đức Hành Toại, là cảm ơn là một cái điểm là Đại Đức cũng có định nghĩa cái từ đây gọi là cái gì đây ta, nghĩa là con người hay Đại Đức phàm phu Phú Thút Chánh Á, từ Phú Thút Chánh Đô là chia ra đó, Phú Thút Chánh Á. Cũng cảm ơn Đại Đức đã định nghĩa rất rất rõ hai từ này. Và xưa cũng do trong từ điển thì rất là chính xác, thưa quý vị.
rất là nó rõ từ này. Thì quý vị nên lưu ý nha, xin muốn nhấn mạnh quý vị nên lưu ý hai cái điểm này, tại vì hai điểm này là ngay cả bản thân sư á, bây giờ sư cũng biết cái khái niệm mà phàm thu á, phàm phu, cái từ phú thuốc chanh á, quý vị nên lưu ý đây là cái điểm rất là quan trọng mà sư thấy cũng ít quý vị nói này. Sư thấy cũng khá đầy đủ ở trên, nhưng cũng không bổ sung gì thêm về câu hỏi này.